Chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ha. Thì bữa nay bữa khuya nó đi làm về trễ cả nhà. Nhà mình cũng làm cái món cơm cuộn chim bắp. Đãi nó rất ngon không? Không có nhà mình tự làm không quay. Và nước chấm cả nhà. Bây giờ làm để mình đãi người khuya chỉ ăn chơi thôi. Nước chấm này ông làm gì vậy? Này tôi nói cho mai cho em. Quậy ra hả? Mình đánh ra. Bây giờ chấm mà mình thử thức. Bây giờ mình mời cả nhà mình cùng thử thức nha. Đợi con Huy về mới đóng. Còn quá bạn ơi. Đây. Mời tất cả các bạn nha. Mời cả nhà mình dùng nha. Đây cơm chín đây nè. Và thì gông biển nha. Ngon bự lắm, ngon, ngon. Có gì không? Ngon ngon. Đã. Món ngon. Nước chấm tương ớt này nó cũng không cay này kia ha. Vừa ăn. Không cay. Ông ăn trúng đậu nó rất là béo à. Đúng rồi. Mới làm về cái có đồ ăn luôn các bạn ơi. Đúng chứ. Làm về trễ mất lợi mình đấu thấy mồ. Còn quá cả nhà ơi. Chính nè. Mặt chấm là gì nè các bạn. Thằng chú đậu nó rất là ngon phải không? Ở nguyên một mâm cà bá luôn các bạn ơi. Mâm mà không biết hai người ăn cầu hết. Đó không? Cái này nó kiểu như nó không có dính lắm, giống như kiểu như cơm nhà mình nó khô. Đúng không? Bạn là dùng cơm khô, đúng không? Đau, tự dẻo á. Này đúng rồi, gạo dẻo nó mới dính dữ. Đó không? Có miếng nước không mấy bạn? Tại mình lễ rồi. Hả? Em lễ sớm rồi. Không, lễ ăn không khác chứ lễ đâu ai ăn cơm cuộn nhiều. Đó mình đi quán ăn mình kêu có mấy cuộn à, mấy chục ngàn, cái mình kêu về kêu ông làm mình ăn thấy ngon bản này không nên này chắc ở quán chắc làm đầy đủ hơn phải không? Này nói chung là mình làm cũng không kêu đủ vị nè. Mở quán kêu chừng 5 cụ hả? Quá không cũng đậu rất béo không. Ăn hết này chắc xỉnh luôn á bạn ơi. Xỉnh này xỉnh mồi vậy. Quá ngon. Nói chung là này có nhà có gì mình làm mấy em. Đúng ra mà nó đủ vị đó là nó mới đầy đủ. Ngon cái nhà. Bây giờ con ăn cuộn, ông ăn cuộn. Bây giờ ăn hết cái mâm này nè, ví dụ bây giờ con ăn, con còn ngồi ăn mà nào mới ăn hết nổi thì ăn thua chứ không, chứ giờ nguyên cái mâm gì giờ ăn sao nổi, giờ chơi thử ăn thôi. Đỡ hổm ăn hủ tiếu thua rồi, đợt này không đó thua nữa hứa là ví dụ bây giờ con ăn cuộn là không phải ăn theo cuộn, chừng nào mà ai người nào ăn hết nổi nó nghỉ ăn là người đó thua. Chơi lại động sáng rồi, nãy giờ con dụng lê ra rồi mới làm gì đó chơi luôn. Bây giờ gì ha? Giờ con cuộn, ông cuộn. Giờ tính cuộn phải không? Đúng rồi. Này cũng nhớ cái đi. Giờ con ăn cuộn trước nè. Mà ông chơi là không điệu chứ cũng bự cũng nhỏ không? Không điệu, không điệu tay. Đấy các bạn nha. Con cuộn đó. Đây con cuộn. Rồi mời cả nhà mình nha. Ăn lựa cũng nhỏ ăn các bạn. Trời có ăn dụng, trời có ăn dụng. Nghe hết chưa? Rồi tới con lậm cuộn nha. Chắc bữa nay mình vô quá nha. Cái nhà đó. Mời cái nhà nha. Thịt ra màu nó đẹp lắm rồi. Cái như bữa nay về tối á, cái ăn trong nhà. Cái đèn nó gọi nó mời cá
chứ cái ngoài màu nó nhìn nó đẹp lắm chứ nó không có tái gì trong màn hình. Nó nhìn màu dữ hả? Vì ăn nhiều nói chuyện mà cho nó ấy. Mà ăn ngồi ăn nữa kiểu này là mau no quá, muốn ăn chạy tập thể dục làm sao. Mà tất cả các bạn này cũng thứ mấy rồi ta? Thứ ba. Cuộn thứ ba nha. Mấy cái cuộn đầu là bỏ nha. Bắt đầu tính rồi nè. Ừ, ba nè. Rồi mang cuộn thứ ba đi. Ăn cái này nói chung là nó cũng hơi khô các bạn. Ăn này mà giờ mà giáo đi một cái là ăn không được uống nước nữa là có người nuôi sớm liền. Mình mới cuộn thứ ba mà mình muốn no rồi các bạn ơi. Nói tính ra ông quán này là ba tôi thấy ông bới ba làm cơm đúng không? Dễ lắm. Có nhiều cơm. Nhiều cơm. Chứ người ta không bán cho cuộn nó mấy xíu. Ông lấy cuộn cầm tay gì nữa các bạn. Cuộn thứ tư nha. Đợi đi, đợi đi cuộn này đi. Cuộn nó bự quá. Cuộn này đi. Rồi chơi luôn. Các bạn, đấy cái cuộn nữa các bạn. Quá khứ rồi. Rồi các bạn nha. Cuộn thứ tư. Này để mình hô lại các bạn. Tại mình có ăn dụng lây ra mà mình ăn thử ăn ngon không ạ? Cuộn thứ năm nha. Ủa thứ tư nha nha. Mới bốn cuộn là cuộn thứ năm ăn gian cái ghê trời. Mở cái nhà mình nha. Xong chưa? Ngon đâu phải lứt từ từ. Còn từ nào bạn tới nè. Dưới đây nữa. Xong chưa? Trong phần dưới cũng thứ năm nghe các bạn. Bởi vì đấu năng màu quá các bạn. Ngon đó. Đây tới mình. Theo như mình là mình đang có chừng 4 dĩa này các bạn. Tộc nổ nữa kìa. Rồi cũng thứ năm các bạn ơi. Ẩm ngày lên mới qua ký rồi này ăn này lên ký nữa không sao. Cái tán làm mình thua rồi các bạn. Đây nè, cho bạn coi cuộn. Là trời bằng cùng tay đó các bạn. Mà đó các bạn nha. Gớt một đậu, gớt ăn không được. Ngon. Mình trúng đậu mùi luôn. Sao không? Cuộn thứ 6 rồi nè mấy bạn. Ẩm chưa còn cuộn thứ 5. Dùng uống nước cái đi. Dạ ăn nó thua rồi, mấy được đứng dậy nghe chứ không phải ăn mà no rồi đứng dậy đi vòng vòng về xuống ăn nữa là không được nha. Dạ mình lựa rồi các bạn ơi, mình lựa cuộn nào nhỏ ăn lớn, nhờ cuộn nào lớn nhờ cho bệnh viên. Bên đây hết bệnh viên nè, đang ngồi vô ngồi ăn nè. Ngon. Tại quay cái trên có cái đèn nó chát xuống đó, nên các bạn cũng thông cảm nghe các bạn. Đèn nó chát xuống đó, nó hơi mờ. Cứ làm đơn giản mà ngon lắm cả nhà. Ê sức gấp hơi mạnh sức luôn các bạn. Coi lại hồi cuộn này sức để bên đi lớn hồi khúc cuối rồi sao. Giờ đây phải không, tiếp tục cuộn thứ mấy rồi à, cuộn thứ 7 rồi. Mời cả nhà mình nha, hôm nay mình đánh đấu với quay phim chắc mình thua quá cả nhà. Thứ 7 em bạn. Cũng thứ 7 rồi cũng gà cũng hay ăn cơm á. Thật đấy không? Này ăn đây nó có rau củ quả trứng đầy đủ quá gì mình không ăn gì thêm.
xuống đất rồi. Gieo củ quả đứng là lỗ. Uống nước gạo luôn các bạn. Ngầu quá. Cả nhà mình xem nhớ ủng hộ mình bằng một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Thứ mấy ta? Thứ 8. Thứ 8 nha các bạn. Mình là muốn giỏi rồi. Tại không? Tại nó dễ lắm cả nhà. Giờ mình tiếp tục theo gán, cố gắng theo rồi tới đâu mời cả nhà mình nha. Bữa mà mì cái mang lên không cho mình ăn đó bạn. Nói thật luôn á, là chưa nói thật rồi nó nóng khu vực này nguyên một ngày sau luôn, mình không tức là khó chịu về về đau bụng luôn các bạn. Mình đau bụng luôn, ăn về cứ nó đau bụng, nó nóng 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 hoài. Ban đầu thì nó nóng ở đây phải không, khi nó hết nó nóng ở trên đây rồi nó xuống đây đau bụng. Trời ơi sao cầm cái cuộn thứ 9 mà tay chân nó rung quá ta. Hồi nãy ăn mấy cuộn đầu trời nó ngon không muốn muốn dành ăn luôn á. Đúng rồi, mấy cuộn sau nó hơi no, cứ ngơ một tay quay phim nó uống ăn hấp đố cho đúng ra mình ăn dừa là mình ngưng là nó ngon các bạn. Thôi chắc mình chịu thua. Thôi ok, tôi dám mình chịu thua, chắc mình sẽ chịu thua. Dầu cà phê ăn bán đi chứ giờ ăn nữa mất ngon. Thấy dạ, thấy chứ còn nhiều nữa bạn, còn 1 2 3 4 5 6 7 8 mười mấy cuộn hả? 11 12 13 13 cuộn nữa, bỏ cuộn 7 ra đi, còn 12 là 16 cuộn nữa mới ăn, cứ 9 cuộn cũng xỉu rồi. Lấy lúc đầu vô mình ăn mấy cuộn nữa chứ làm chi. Thôi giờ cuộn thứ 10 này nghe các bạn. Quá ngon thật các bạn, rất là ngon. Nhưng có no chiều làm đợi ưu tiên về ăn á, mình có ăn dụng cái đúng ra nhiêu là không đủ bên này. Kêu ăn dụng. Món này rất là dễ làm nha cả nhà. Nói chứ mình ăn cũng hết nổi, ổng mà ăn cuốn là chừng mình thua các bạn. Đâu mà thử cuốn lên còn thua không? Cuốn thứ 10 rồi đó. Thì giờ nói chung là nấu thôi, giờ cuốn thứ 10 lại đây, cuốn thứ 10 này nha. Được không ạ? Mời cả nhà. Mình nuốt hết nổi rồi các bạn, không lẽ giờ mình thua các bạn. Giờ lên tay cổ. Bù lại nó ngon ăn mới được. Bây giờ quà đó phải không? Quà. Bây giờ con nghĩ ăn là con không quà phải không? Thầm ơi là mạnh ai đi ăn phải không? 13 ngày. Thôi dễ vậy. Dễ vậy. Mời các bạn nha. Không được bạn ơi. Thôi giờ hết đấu nè. Nếu ăn hết này luôn nè, ăn hết này luôn, ngày mai sáng cà phê ăn sáng đầy đủ và một phần quà. Thôi giờ không cần quà vậy ăn. Dạ ai không nổi luôn không? Cái giờ nuốt hết nổi nữa rồi. Giờ kia ba cuốn này không nổi nữa. À, làm không? Không. Giờ dữ lắm rồi. Kiểu như ăn thì như đứng ăn được, bằng ăn nhồi nó xuống không nó dội dội lên này. Thì thôi nói chung là mình thua. Giờ mình không ăn nổi nữa rồi. Thì giờ không mấy giờ gì nè. Thua thì cho dòm cái màn hình này cho nói nay ăn thua quay phim một cái gì gì đó. Chỉ như có đây có cô chú ở đây cả nhà rồi. Bên đây mình
ăn thua phải thi rồi. Mình thua cái một chầu cà phê sáng và ăn sáng, mình đã thua. Đó, rồi ok, vậy là mình đã gỡ được cái chầu hủ tiếu rồi nghe các bạn. Nói chung là giờ mình ăn thêm hai cuốn nó cũng không nổi nữa. Nếu như mà ông ghét được hai cuốn thì mình thua các bạn. Cả nhà biết sao, phải chiều á tính trước á, chỉ về làm mà ăn thôi, thưởng thức ăn thôi, không nói thi. Nên mình có dụng nên là tôi khuyên đi làm về đói bởi vì ăn ngoài ăn lợi ngoài đầu dĩa còn rồi chứ không phải là hết nữa các bạn nè, còn nhóc hết trơn nữa kìa. Tuy nhiên ăn này cơm nó no quá. Thế đi, bây giờ mình đã thắng rồi, mình muốn ăn thêm một cái cuộn nữa để khẳng định là mình thắng 100% chứ. Nước hết nổi cuộn nữa đi, thể hiện đi. Ôi giờ dạ, nói chung là thắng giờ chưa bụng mê đi ăn sáng. Tập phở thôi. Ngon thật, muốn ăn nữa lắm nhưng mà con gái là no quá. Vì giờ mình chắc mình tạm dừng video tại đây các bạn ơi. Ăn ổng mà cũng hết nổi vậy, ổng cũng thua mình này. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bữa nay mình thua với phim này cả nhà ơi. Thì chắc mình xin hẹn cả nhà lại clip sau. Clip nhà cả nhà thấy vui nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn lại clip sau đang thua nữa hay gì. Chào tạm biệt cả nhà nha.